Và trước khi đến với trận đấu ngày hôm nay thì sẽ là một màn biểu diễn đặc biệt đến từ một vận động viên cũng được mời từ bên Mỹ ở đây đến tận đây. Cụ thể đây là Mỹ Đình, vận động viên top 10 thế giới về tập bóng nghệ thuật của Việt Nam. Xin mời vận động viên Ngọc Phát ạ. Vâng, anh em vỗ tay chào mừng vận động viên chúng ta. Vâng, xin mời ạ. Vâng, vận động viên đến từ Mỹ nhưng đi hơi lâu. Vâng, thưa quý vị, vận động viên của chúng tôi vẫn đang tắt đường, chắc là ở đấu chợ thôi. Một lát nữa sẽ quay trở lại. Trước đó thì mình muốn tổ chức một phần thi nho nhỏ khoảng tầm 5 phút và xin ban tổ chức 1 triệu đồng là giá trị giải thưởng phần này đúng không ạ? Phần thi ok, ok không ạ? Vâng, 1 triệu luôn ạ. Mình muốn mời 3 khán giả lên đây tham gia phần chơi này ạ, với trái bóng ạ. Xin mời những cánh tay ạ. 1 triệu ạ. Rồi, chó đen, xin mời. Đa dạng hơn một chút ạ. Đâu ạ? Rồi, ok đây, còn mỗi 2 cánh tay thôi. Xin mời cháu, xin mời anh. Ok. Rồi. Ok, ok, xin mời ạ. Rồi, cả 3 người sẽ tham gia dự thi. 4 người à? Ok, chơi luôn, 4 người luôn, cả mình nữa là 5, thưa quý vị và các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ hỏi một chút, cháu tên là gì? Cháu học lớp mấy? Lớp 7. Vâng, lớp 7, rồi, cháu? Cháu tên là Tùng Quân. Tùng Quân? Lớp 7. Cũng lớp 7 luôn, cháu lớp mấy? Tên là Cường, lớp 7. Vâng, Cường lớp 7, cháu lớp mấy ạ? Mình đang đi làm. Đang đi làm rồi ạ, ok. Phần thi này rất đơn giản thôi, tâng bóng bằng chân, không dùng tay. Tâng bóng bằng chân, ai tâng nhiều hơn, nhiều nhất được 1 triệu. Chơi không? 1 triệu biết mua được cái gì không? Mua được nửa cái chợ nông nghiệp đấy. Đấy là 1 triệu đô. Còn ngày hôm nay là 1 triệu Việt Nam đồng dành cho ai tâng bóng nhiều nhất. Ai thi trước nào? Ai, không ai bảo ông này thi trước à? Có cần thử không? Thử không? Rồi, lần này là nháp mọi người nhá, xem ai tâng nhiều hơn. Rồi, cháu nháp trước đi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi, đến học viện của Barcelona được rồi. Ok, tâng thử tiếp, đến cháu. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái, rồi, gần được 1 triệu rồi, cháu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gì, à nhầm, 12. Rồi, 12 à, dấu bài, bạn, xin mời. 1, 2, 3, 4, 5, rồi, 5, tôi bằng trẻ con. Ok, thật nhá, thật chưa? Ok, rồi, thật nè. Anh phụ trách âm thanh cho em xin 500 nhạc để cất thành lời ca cái. Rồi, ai thi trước, bây giờ thật là ai thi trước nào? Hay là hoạt tù ti? Rồi, bình tĩnh. Ok, hoạt tù ti. Bét thi trước nhá, 1, 2, 3. Rồi, ông này thi cuối, xin mời. Thi trước, hai người này, tiếp tục. Rồi, ok, bạn này sẽ đi trước. Nhắc lại tên thật to nào. Rồi, Quang Anh sẽ đi trước, xin mời. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi, 11 quả. Hút rồi. Tiếp tục. Quang Anh 11. Đây là Cương, hai quả. Tâm lý rồi. Như vậy một người chắc chắn không được 1 triệu rồi. Cương được 2 quả, tiếp tục cháu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 quả. Khá đáng tiếc. Rồi, xin mời bạn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Thôi 1 triệu rồi. Vỗ tay mọi người ơi. Rồi, ê bảo đi làm bảo vệ. Rồi, sơ là gần 100 quả rồi. Ok, đây là Phát Freestyle. Vận động viên của chúng ta đến từ Mỹ Đình. Năm 2019 thì Ngọc Phát đại diện cho Việt Nam thi đấu ở Mỹ, ở Miami. Và giành được danh hiệu là top 10 thế giới tập bóng nghệ thuật.
và 2022 World Cup diễn ra tại Qatar thì Phát đang là một trong những ứng viên đại diện cho khu vực Đông Nam Á để biểu diễn tại World Cup. Quả bóng này là quả bóng ở World Cup lứa tuổi 20 tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013. Vâng, tâm bóng của anh là nghề chính, còn nghề phụ anh đi làm bảo vệ ở trung tâm thương mại. Cởi áo cho các fan nữ thì dễ hơn là cởi áo cho chính mình. Còn đây phần hơi khó. Cởi áo bóng vẫn phải ở trên lưng. Tí có biết cởi quần thì sẽ như thế nào. Rồi, rất kéo. Rồi. Rồi. Chàng vỗ tay của quý vị khán giả dành cho Phát Freestyle đâu ạ. Vâng. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều các bạn trẻ, nếu như không chơi bóng đá thì có thể chơi bóng đá nghệ thuật cũng được. Vâng. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Đương nhiên 1 triệu đấy thì là 1 triệu chàng vỗ tay thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta chuẩn bị bắt đầu cho trận đấu buổi tối ngày.